đã học đấy. Một là diện treponema pallidum, tức là xoắn khuẩn diện giang mai. Một bên là diện, một xoắn khuẩn là diện Leptospira nhá. Leptospira này chúng ta là diện là chi chi Leptospira nhá. Đầu tiên chúng ta sẽ đi vào gì ạ? Xoắn khuẩn giang mai, treponema pallidum. Thì các chị đã biết rồi, giang mai thì các chị đã biết rồi đúng không ạ? Xoắn khuẩn giang mai sẽ gây ra bệnh gì ạ? Giang mai đúng không ạ? Một cái bệnh gì ạ? Xã hội. Ta nghe bạn nghe đến tên thì là gì ạ? Nghe đến tên thì là gì ạ? Đã biết rồi đúng không ạ? Một cái bệnh gì ạ? Giang mai là một cái bệnh gì ạ? Xã hội đúng không ạ? Giống như là gì HIV hay là gì lậu ấy đúng không ạ? Một cái bệnh xã hội. Thì đây, thì đối với xoắn khuẩn giang mai này thì chúng ta cũng học tất cả những cái đặc điểm giống như là những cái vi khuẩn khác, đó là về gì đặc điểm sinh vật học, khả năng gây bệnh, phòng và gì ạ, điều trị đối với lại gì ạ, xoắn khuẩn giang mai, phòng điều trị chẩn đoán đấy, đúng không ạ, đối với lại gì ạ, xoắn khuẩn giang mai. Đầu tiên chúng ta đi về gì ạ, đặc điểm sinh vật học, thứ nhất là về gì ạ, hình thể và tính chất gì ạ, bắt màu của gì xoắn khuẩn giang mai. Thế thì hình thể của xoắn khuẩn giang mai là gì? Xoắn như lò xo mảnh và thường có 8 đến 14 vòng xoắn đều đặn. Và so như kính hiển vi nền đen thì chuyển động gì của xoắn khuẩn giang mai là chuyển động gì quay tròn. Và đối với xoắn khuẩn giang mai thì chúng ta sẽ không nhuộm bằng phương pháp nhuộm gram mà chúng ta sẽ nhuộm bằng phương pháp là gì ạ? Fontana chi bong. Thì xoắn khuẩn sẽ có màu vàng nâu trên nền gì ạ? Nền vàng. Đấy, các chị lưu ý nha. Ở đây đối với xoắn khuẩn giang mai thì chúng ta sẽ không nhuộm bằng phương pháp nhuộm là gì ạ? Nhuộm gram đâu mà sẽ nhuộm phương pháp nhuộm là gì? Fontana chi bong hay là tên tiếng Việt thì người ta hay gọi là phương pháp nhuộm thứ bạc. Và cái chị lưu ý nữa là gì ạ? Cái chuyển động của gì ạ? Xoắn khuẩn giang mai thì nó không giống như là gì ạ? Những cái nó có một điểm đặc biệt bởi vì là gì ạ? Xoắn khuẩn giang mai có dạng lò xo cho nên nó sẽ thường chuyển động là dạng quay tròn. Vậy như quay tròn như vậy nó có chuyển động không? Có chuyển động các chị nhá. Giống như là chúng ta nhớ lại khi mà chúng ta học vật lý ấy, có quy tắc cái đinh ốc hay là quy tắc quặng đút chai ở trong gì ạ? Trong cái phần mà gì ạ? Mặt phẳng được cảm không nhớ lắm đúng không ạ? Trong cái phần mà cảm ứng từ của gì ạ? Vật lý ấy thì chúng ta thấy là gì ạ? Đi ra hay đi vào mặt phẳng gì ạ? Cảm ứng từ ấy, đúng không ạ? Thì bằng cái quy chúng ta có cái quy tắc là quặng đút chai hay là cái quy tắc cái đinh ốc ấy thì đối với lại gì ạ? Xoắn khuẩn giang mai của chúng ta như vậy nha. Nó cũng sẽ chuyển động là chuyển động gì ạ? Quay tròn để nó gì ạ? Đi ra hay là đi vào nha. Tiếp theo là gì ạ? Tiếp theo đó là gì ạ? Xoắn khuẩn giang mai có đặc điểm là gì ạ? Không sinh ra vào. Vậy là gì ạ? Đối với những cái vi khuẩn này thì chúng ta thấy là gì ạ? 12 cái vi khuẩn này chúng ta học thì các chị thấy là gì ạ? Có từ trước này chúng ta học thấy là gì? Có mỗi trực khuẩn uốn ván là gì ạ? Sinh ra vào thôi đúng không? Còn gì ạ? Xoắn khuẩn giang mai chúng ta là gì ạ? Không sinh ra vào. Đấy là về gì ạ? Cái đầu tiên đó là về đặc điểm và gì ạ? Về hình thể và tính chất màu của gì ạ? Xoắn khuẩn giang mai. Thì đây là hình ảnh của gì ạ? Xoắn khuẩn giang mai trên diện tiêu bản nhựa. Chúng ta thấy là gì ạ? Những cái vi khuẩn có dạng hình gì ạ? Dạng xoắn lò xo đây, đúng không ạ? Có màu vàng nâu, trên nền là màu gì ạ? Nền vàng. Thì đây là gì ạ? Tiêu bản nhựa của gì ạ? Xoắn khuẩn giang mai. Còn đây là hình ảnh là gì ạ? Xoắn khuẩn giang mai ở dưới kính hiển vi nền gì ạ? Nền đen. Thì chúng ta thấy là gì ạ? Xoắn khuẩn giang mai có dạng gì ạ? Sáng đây. Trên nền đấy là nền của chúng ta là màu gì ạ? Màu đen đây. Đấy, chúng ta thấy là gì ạ? Nền màu đen đây. Xoắn khuẩn giang mai của chúng ta là dạng gì ạ? Màu gì ạ? Sáng sáng đây nha. Đây là kính hiển vi nền đen. Tiếp theo là về gì ạ? Tính chất nuôi cấy. Thì người ta thấy là gì ạ? Hiện nay thì chưa có cái môi trường nhá. Các chị lưu ý, chưa có cái môi trường nhân tạo để nuôi cấy được gì ạ? Vị xoắn khuẩn giang mai. Đấy, mà năm 1948 Sơn Mayer thì đã điều chế được cái môi trường cơ bản. Người ta hay gọi cái môi trường này là môi trường sống dư. Cái môi trường này cơ bản này thì giữ được xoắn khuẩn giang mai sống được một vài ngày để làm các phản ứng huyết thanh thôi, đặc hiệu thôi nha. Môi trường này cũng chỉ giữ nó sống được một vài ngày để làm các phản ứng huyết thanh đặc hiệu thôi mà nó không thể gì ạ. Ví dụ các chị lưu ý là gì ạ? Khi mà nuôi cấy vi sinh vật ấy, thì người ta thường có cái biện pháp là giữ giống đúng không ạ? Người ta sẽ cấy truyền xong qua các môi trường để gì ạ? Giữ giống. Tuy nhiên là gì ạ? Xoắn khuẩn giang mai này gì ạ? Khó làm được, chưa làm được cái phần là gì ạ? Môi trường nuôi cấy gì ạ? Nhân tạo, chỉ làm được cái môi trường mà nó sống được khoảng vài ngày để làm các phản ứng thử đặc hiệu thôi. Và năm 1911 thì Lee John đã giữ có cái cách giữ chủng bằng cách là gì ạ? Tiêm truyền liên tục vào gì ạ? Tinh hoàn thỏ, tức là chúng ta sẽ người ta sẽ tiêm truyền cái vi khuẩn tức là người ta tiêm cái xoắn khuẩn giang mai đúng không? Vào gì ạ? Tinh hoàn thỏ. Đấy, các chị lưu ý tiêm vào tinh hoàn thỏ 7 đến 10 ngày. Đấy. Sau đó lại gì ạ? Tiếp tục lấy dịch tiêm của con thỏ cho con thỏ khác. Dịch ủ viêm ở gì ạ? Phần bộ phận sinh dục của gì ạ? Tinh hoàn thỏ này tiêm cho con thỏ khác. Đấy, vậy đây là cái để người ta giữ chủng.
cái chủng gì ạ, xoắn khuẩn giang mai này, cái, bằng cách là gì ạ, phải cấy truyền gì ạ, liên tục à, chứ không có cái môi trường nuôi cấy. Chúng ta thấy chúng ta học những vi khuẩn khác, ví dụ như là gì ạ, các cầu khuẩn đi đúng không ạ, tụ cầu, liên cầu, phế cầu, thì chúng ta có những cái môi trường đúng không ạ, môi trường thạch thường hay môi trường canh than gì đấy đúng không ạ, gọi là môi trường mà gì ạ, thạch thường hay là canh than, như bổ sung thêm các yếu tố sinh trưởng, giống huyết thanh các thứ vân vân. Đấy, thì những môi trường này sẽ giúp là gì ạ, giữ được chủng. Thế nhưng là đối với xoắn khuẩn giang mai thì khó hơn nhá. Đấy, chị thấy là gì ạ, nó phải gì ạ, giữ chủng bằng cách là gì ạ, tiêm truyền liên tục vào gì ạ, tinh hoàn thỏ. À, chúng ta thấy là gì, người ta tiêm xoắn khuẩn giang mai vào gì ạ, tinh hoàn thỏ, sau 7 đến 17 9 ngày thì tinh hoàn thỏ sẽ bị viêm, thì người ta sẽ lấy tiếp cái dịch gì ạ, dịch viêm của thỏ, tinh hoàn thỏ đó và chuyển sang gì ạ, một cái tinh hoàn thỏ khác. Đấy, tức là liên tục như vậy thì mới giữ được diện chủng. Tiếp theo là về gì ạ, sức đề kháng của diện xoắn khuẩn giang mai. Đi xoắn khuẩn giang mai thì bị tiêu diệt bởi các chất sát khuẩn thông thường. À, nó tương với sức đề kháng là nó gì ạ, nó tương đối là gì ạ, nhạy cảm với các khí và gì hóa học và dễ bị gì ạ, tiêu diệt bởi những cái chất gì ạ, sát khuẩn thông thường nhé. Và nó dễ chết ở gì ạ, nhiệt độ phòng, đặc biệt ở điều kiện gì ạ, khô. Với xoắn khuẩn giang mai với chúng ta để có một cái cầu khuẩn, lúc đầu chúng ta học về lậu cầu như vậy đúng không ạ, lậu cầu chúng ta cũng không chịu được cái điều kiện gì ạ, khô đúng không ạ, xoắn khuẩn giang mai như vậy. Và ở 50 độ C thì vi khuẩn chết sau gì ạ, 1 giờ. Thì thấy là gì, ở 50 độ C vi khuẩn chết sau 1 giờ, nhiệt độ tương đối là gì ạ, thấp đúng không ạ. Và xoắn khuẩn giang mai thì tồn tại được ở, người ta có thể là gì ạ, có một cách để giữ là xoắn khuẩn giang mai bằng cách là người ta để tủ lạnh khoảng là gì ạ, để tủ lạnh đấy, ngăn mát tủ lạnh ấy, đúng không ạ, thì nó tồn tại được xoắn khuẩn giang mai, giữ được khoảng độ 3 đến 4 ngày nhé. Nói chung là gì ạ, sức đề kháng đối với xoắn khuẩn giang mai là yếu. Đấy là về gì ạ, đặc điểm sinh vật học của xoắn khuẩn giang mai. Với đặc điểm sinh vật học của xoắn khuẩn giang mai so với các vi khuẩn khác thì nó là ngắn đúng không chị, nó chỉ gồm có hình thể, tính chất màu, tính chất nuôi cấy và gì ạ, sức đề kháng. Tiếp theo chúng ta đến là gì ạ, khả năng gây bệnh của dị xoắn khuẩn giang mai. Thì bù lại của cái việc là gì ạ, đặc điểm sinh vật học thì tương đối là ngắn, thì sang cái khả năng gây bệnh thì lại tương đối là gì ạ, dài đúng không ạ. Đối với xoắn khuẩn giang mai thì có gì ạ, khả năng gây bệnh ở người có là giang mai mắc phải thì có 3 thời kỳ, giang mai thời kỳ 1, thời kỳ 2 và thời kỳ 3 là giang mai bẩm sinh. Cái bệnh thực nghiệm thì người ta sẽ đưa cái xoắn khuẩn giang mai vào gì ạ, da và mắt, hoặc là mắt thỏ, hoặc là gì ạ, tinh hoàn thỏ đấy, để xem là gì ạ, nó có gì ạ, biểu hiện gì đúng không ạ, để xem là nó, đấy là người, hình thức người ta gọi là gì ạ, gây bệnh thực nghiệm nha. Giang mai mắc phải ở người nó có gì ạ, 3 giai đoạn đúng không ạ. Thế thì xoắn khuẩn giang mai sẽ lây qua đường nào, thì xoắn khuẩn giang mai xâm nhập vào cơ thể chủ yếu, các chị lưu ý, chủ yếu sẽ là qua gì ạ, đường tình dục là chính nha. Các chị lưu ý, xoắn khuẩn giang mai sẽ gì ạ, xâm nhập vào cơ thể qua gì ạ, chủ yếu là qua gì ạ, đường tình dục nha. Hoặc là gì ạ, có thể qua các vết da gì ạ, bị xây xước, hoặc là bị gì ạ, hoặc là gì ạ, niêm mạc mắt miệng, nhưng mà nó sẽ gì ạ, hiếm gặp hơn nha. À, còn một cái đường truyền nữa đó là gì ạ, xoắn khuẩn giang mai có thể truyền từ gì ạ, mẹ sang con trong thời kỳ bào thai từ tháng thứ tư nhé, do là gì ạ, xoắn khuẩn giang mai này có thể xâm nhập vào gì ạ, máu của thai nhi qua gì ạ, dây rốn. Và có một đặc điểm là do cấu tạo sinh dục của bộ phận do cấu tạo cái bộ phận sinh dục ở gì ạ, nữ giới nó gì ạ, phức tạp hơn của nam giới, cho nên là gì ạ, phụ nữ thì thường là gì ạ, dễ nhiễm hơn là gì ạ, là gì ạ, nam giới nhá. Bệnh giang mai như vậy, bệnh giang mai thì nữ giới thường là gì ạ, có cái tỷ lệ nhiễm là gì ạ, nhiều hơn so với gì ạ, nam giới. Và nếu mà không điều trị kịp thời thì có thể gây ra những cái tổn thương gì ạ, rất là gì ạ, để lại những hậu quả rất là gì ạ, phức tạp đúng không ạ? Ảnh hưởng đến cả các cơ quan rồi nội tạng ở phía diện phía trong. Thì giang mai có 3 thời kỳ. Giang mai thời kỳ 1 đó là gì ạ, sau khi vi khuẩn xâm nhập cơ thể khoảng từ 10 đến 30 ngày thì xuất hiện những cái người ta gọi là những cái vết gì ạ, vết lết. Cái vết lết thì nó thường là nông và lền diện, lền cứng, không ngứa không đau, nhưng mà đặc biệt là trong những cái vết lết này thì lại chứa nhiều xoắn khuẩn nhé. Và vì chứa nhiều xoắn khuẩn cho nên thời kỳ này là thời kỳ gì ạ, dễ lây lan. Và nếu không điều trị thì những cái vết lết này sẽ tự gì ạ, tự lành và không để lại sẹo. Và từ đó thì vi khuẩn sẽ tiếp tục đi vào gì ạ, vào máu nha. Và thời kỳ này thì trong thời kỳ của chúng ta không trình bày, nhưng mà thời kỳ này thì có thể xuất hiện những cái gì ạ, cơ thể chúng ta có thể xuất hiện những cái hạch, sưng và rắn. Thì tùy nha, tùy từng cái cơ địa của từng gì ạ, từng người thì có thể xuất hiện những cái gì ạ, hạch.
đấy là giang mai gì thời kỳ 1 đấy, chúng ta chú ý là gì ạ? Giang mai thời kỳ 1 này chúng ta sẽ xuất hiện những cái vết loét à, và đặc biệt là trong những cái vết loét này sẽ có chứa nhiều gì ạ, xoắn khuẩn giang mai à, thường những cái vết loét là bộ phận gì ạ? Sinh dục. Tiếp theo là sang giang mai thời kỳ gì ạ? 2 thì giang mai thời kỳ 2 này thì giai đoạn này bắt đầu từ khoảng gì ạ, 4 đến 8 tuần à, sau khi mà có gì ạ, vết loét à. Hoặc là gì có thể là lâu hơn tùy từng cơ địa nhé, và tổn xuất hiện những cái tổn thương gì ạ, ngoài ra những cái tổn thương này là gì ạ, khắp người và gì ạ, người ta gọi là những cái giai đoạn này người ta gọi là giai đoạn gì ạ, đào ban, vì nó có những cái tổn thương là những cái rát gì ạ, người ta gọi là rát hoa đào đây à, sắp người là những cái lốt như này, người ta gọi là những cái rát hoa đào, hay là người ta gọi là tổn thương gì ạ, đào ban, giai đoạn đào ban à. Và trong cái gì ạ, rát này thì có ít vi khuẩn nhưng nó vẫn còn khả năng diện lây lan, các chị lưu ý. Nó không giống như cái vết loét ở giang mai thời kỳ 1 thì là gì ạ, có nhiều sán khuẩn đúng không ạ, nhưng mà cái rát trong cái rát này thì nó có ít vi khuẩn nhưng mà vẫn có khả năng gì ạ, ít khuẩn nhưng mà vẫn có đúng không ạ, thì nó vẫn có khả năng diện lây lan nhất định nhé. Và giai đoạn này thì bệnh nhân có thể có thêm một số những cái triệu chứng phụ nữa, ví dụ như là giai đoạn này có thể là gì, bệnh nhân sốt nhẹ hoặc nhức đầu hoặc là gì rụng tóc, những cái này nó cũng không hẳn là gì ạ, điển hình nhé. Mai thời kỳ gì ạ, thang mai thời kỳ 3 thì xuất hiện có thể là từ gì ạ, 5 năm hoặc là 15 hoặc là 15 năm sau nữa nha. Khi mà gì ạ, những cái giang mai, những cái vết giang mai tổn thương nó sẽ ăn sâu và hình thành những cái người ta gọi là gì ạ, tạo thành những cái gom gom giang mai ở da, ở xương, ở tim mạch hay là gì hệ thần kinh. Đây là hình ảnh của cái gom gì ạ, giang mai. Đấy. Vậy là gì ạ? Tùy từng cơ địa thì là gì ạ? Cái này có thể xuất hiện sau gì ạ? 5, 10 hay 15 năm tùy từng gì ạ? Cơ địa nha. À, hình thành những cái gì ạ? Gom. À, thì giai đoạn này thì trong những cái gom giang mai này thì nó có đặc điểm là gì ạ? Không có gì ạ? Trong những cái gom giang mai thì nói chung là gì ạ? Rất ít khi thấy vi khuẩn ở trong những cái gom giang mai này. Rất ít khi thấy nha. Rất ít khi mà thấy vi khuẩn ở trong những cái gom giang mai này. Đấy. Giai đoạn này người ta gọi là giai nó chỉ gặp, thường là gặp ít bệnh nhân thôi, mà khi mà không được gì điều trị thì mới đến giai đoạn này. Còn đến cái thời kỳ thứ hai, giai mai thời kỳ thứ hai có thể là gì ạ, khi mà ban khắp người như thế, rát hoa đào khắp người như thế là chúng ta thấy là gì ạ, có dấu hiệu rồi là gì ạ, phần lớn là sẽ đi điều trị ở giai đoạn thứ hai rồi, ít khi mà để sang giai đoạn thứ ba này nhá. Giai đoạn thứ ba là gì ạ, chỉ có xuất hiện những cái bệnh nhân mà không được gì ạ, điều trị nha. Sau thời gian từ gì ạ, vài năm tới vài chục năm thì tổn thương nó sẽ gì ạ, ăn sâu và tạo nên những cái gom giai mai ở các gì ạ, có thể các nơi đúng không ạ, da, xương, gan, hay tim, mạch hay hệ thần kinh. Và giai đoạn này thì bệnh nhân cũng có thể sốt, nhức đầu rồi đau khớp vân vân. Đấy, thì chúng ta thấy là gì ạ? Đối với lại gì ạ? Cái giang mai mắc phải cái bệnh ở người ấy, thì chúng ta thấy là gì? Có ba cái thời kỳ, giang mai thời kỳ 1, thời kỳ 2 và thời kỳ 3. Và người ta thấy là gì? Ở giữa những thời kỳ 1, tức là cái khoảng cách ấy, ở giữa thời kỳ 1 đến thời kỳ 2 hoặc là giữa thời kỳ 2 thời kỳ 3 thì bệnh nhân là gì ạ, thường là gì ạ? Không có những cái triệu chứng lâm sàng rõ ràng. Đấy. À, bệnh nhân tức là có những bệnh nhân ấy, không phải thường, tôi nói có những bệnh nhân là có thể là không có cái gì ạ, triệu chứng lâm sàng rõ ràng nha. Có những người ấy, ở giữa thời kỳ 1 và thời kỳ 2 này, hoặc là giữa thời kỳ 2 thời kỳ 3 thì lại không có những triệu chứng lâm sàng rõ ràng nha. Đấy. Có những người có thể có những cái biểu hiện như vậy. Thì ở những người mà không có cái biểu hiện lâm sàng rõ ràng ấy thì người ta gọi là gì ạ, giang mai kín. Và muốn phát hiện cái giang mai kín này thì chỉ có một biện pháp, đó là gì ạ? Nhờ cái kỹ thuật là gì ạ? Huyết thanh thôi. Đấy. Nhờ các phản ứng gì ạ? Huyết thanh nha. À, chúng ta thấy là rồi, như là gì ạ? Qua ba cái giang mai ba thời kỳ này chúng ta thấy là gì ạ? Giang mai có thể gây ra những biến chứng, ví dụ như là nguy hiểm đến tổn thương các cơ quan quan trọng cơ thể. À, chúng ta thấy là gì ạ? Tất cả những cái hệ đều có thể gặp phải đúng không ạ? Tim mạch hay hệ thần gì ạ? Hệ thần kinh đúng không ạ? Rồi tác động xấu đến da, rồi gì ạ? Liên mạc, cơ quan nội tạng. Ngoài ra thì gì ạ, còn có thể rất nhiều những cái vấn đề khác, ví dụ như là gì ạ? Nó có gây những biến chứng về viêm động mạch chủ, rồi là gì ạ, bại liệt toàn thân, rồi rối loạn tâm thần, rồi viêm gan vân vân. Tức là gì ạ, cái tác động của gì ạ, sán khuẩn giang mai chúng ta thấy là gì ạ? Nó sinh ra những, có thể sinh ra những biến chứng hết sức là gì ạ, nguy hiểm. Đấy là gì ạ, giang mai mắc phải ở gì ạ? Người có ba cái thời kỳ là thời kỳ 1, thời kỳ 2 và thời kỳ gì ạ? Thời kỳ 3. Tiếp theo chúng ta có một cái giang mai nữa, người ta gọi là giang mai gì ạ, bẩm sinh. Giang mai bẩm sinh thấy là gì ạ? Ở người phụ nữ mang thai từ tháng thứ tư trở đi
Vì xoắn khuẩn giang mai thì có thể qua giao thai vào thai nhi gây ra gì ạ? Sảy thai, quái thai hoặc là thai sinh lưu, khuẩn giang mai hiện nay gọi là gì ạ? Hoặc là gì ạ? À, giang mai gì ạ? Ẩm sinh. Đấy. Thế thì bình thường ấy, khi mà gì ạ? Chúng ta thấy là cái hàng rào gì ạ? Nhau thai này nó rất là quan trọng anh chị nhá. Nó bảo vệ đứa trẻ khỏi rất là nhiều các tác hại của gì ạ? Vì người mẹ có thể nhiễm vi khuẩn virus nhưng mà chưa chắc cái vi khuẩn virus này đã vào con, anh chị lưu ý nhá. À, tôi ví dụ như là gì ạ? À, người mẹ bị viêm virus chưa chắc cái virus này nó đã qua cái hàng rào, không, nó cũng không qua cái hàng rào nhau thai để vào được con nhá, đúng không? Chúng ta thấy rồi, người mẹ mang thai mà bị nhiễm gì ạ? Virus viêm gan B chẳng hạn, thì khi mà sinh đứa trẻ ra thì các bác sĩ sẽ gì ạ? Chỉ định là cho cái đứa trẻ này là tiêm gì ạ? Kháng huyết thanh, đúng không ạ? Tức là tiêm cho nó kháng thể này, sau đó là tiêm gì ạ? Vaccine, đúng không ạ? Thế thì phần lớn những đứa trẻ này sinh ra thì sẽ đều là không gì ạ? Đều gì ạ? Cái tỷ lệ mà gì ạ? Bị nhiễm virus viêm gan B từ mẹ là rất là thấp các chị nhá. Đấy. Vậy cho chúng ta thấy là gì ạ? Không phải vi khuẩn hay virus nào cũng có thể qua cái hàng rào nhau thai này để gì ạ? Đi vào dễ con. Đấy. Nhưng mà xoắn khuẩn giang mai thì từ tháng thứ tư trở đi, à, thì xoắn khuẩn đã qua được cái hàng rào nhau thai này để gì ạ? Để vào gì ạ? Gây ra ảnh hưởng cho đứa trẻ, ví dụ như là có thể gây ra gì ạ? Sảy thai, quái thai hoặc là gì ạ? Giang mai thì bẩm sinh. Và một đặc điểm nữa là gì ạ? Cái giang mai bẩm sinh này thì nó cũng là gì ạ? Giang mai bẩm sinh này nó cũng gì ạ? Có thể là gì ạ? Phát triển chậm. Đấy, có thể là sau 5 đến 6 năm sau, đúng không? Thậm chí là khi trưởng thành nó mới gì ạ? Biểu hiện bệnh, đúng không ạ? Thì thông thường thì giang mai bẩm sinh thì trẻ là thường có cái mụn phỏng ở lòng bàn chân mà đây. Chị đây là có cái giống như là có những mụn phỏng hay da bóc chân ở diện này, chúng ta thấy giống những cái mụn phỏng ở diện lòng bàn chân này đấy, đúng không ạ? Thì đấy là về khả năng gây bệnh của khuẩn giang mai. Chị lưu ý khả năng gây bệnh cho người và gây bệnh diện 1, 2, 3, đúng không ạ? Và diện giang mai diện gì? Ra đến là gì ạ? Chuẩn đoán gì ạ? Vi khuẩn học của gì ạ? À, xoắn khuẩn giang mai. Đối với gì ạ? Chuẩn đoán vi khuẩn học của xoắn khuẩn giang mai đây thì chúng ta có hai hình thức, đó là chuẩn đoán trực tiếp và chuẩn đoán gì ạ? Gián tiếp. Thì chúng ta biết rồi, chuẩn đoán trực tiếp tức là chúng ta đi tìm gì ạ? Kháng nguyên. À, nếu có kháng nguyên chúng ta kết luận được bệnh, đúng không ạ? Chuẩn đoán gián tiếp chúng ta đi tìm gì ạ? Kháng thể, đúng không ạ? Thì tùy từng loại kháng thể, đúng không ạ? Có những kháng thể chúng ta lấy ra có thì chúng ta vẫn chưa kết luận được bệnh, nhưng có những loại là gì? Có kháng thể chúng ta sẽ kết luận được bệnh, đúng không ạ? Kết hợp với các triệu chứng lâm sàng. Đầu tiên chúng ta thấy là gì ạ? Chuẩn đoán kháng nguyên. Cái chuẩn đoán kháng nguyên này hay chuẩn đoán trực tiếp này thì thường áp dụng cho giang mai thời kỳ 1 các chị nhá. À, thường áp dụng cho giang mai thời kỳ 1. Và bằng cách là gì ạ? Lấy bệnh phẩm là những chất tiết ở bộ phận gì ạ? Hay là ở bộ phận sinh ở những cái vết loét của bộ phận sinh dục ấy, đúng không ạ? Chúng ta thấy là gì ạ? À, những vết loét lông nền cứng đấy, đúng không ạ? Thì người ta sẽ lấy cái gì ạ? À, bệnh phẩm ở đó, đúng không ạ? Hoặc à, người ta có thể lấy là gì ạ? Cái bệnh phẩm ở gì cái nốt hoa đào, đúng không? Chúng ta thấy là gì ạ? Vẫn có gì ạ? Vi khuẩn, đúng không ạ? Người ta có thể lấy cái nốt hoa ở ban hoa đào lúc đấy, đúng không ạ? À, thời kỳ 2 nhưng mà ít sử dụng, chủ yếu là áp dụng cho thời kỳ 1 các chị nhé. À, sau đó người ta tiến hành là gì ạ? Soi tươi trên kính hiển vi lần đen hoặc là gì ạ? Nhuộm Fortala chi bao các chị nhé. À, soi tươi trên kính hiển vi lần đen thì ta có hình ảnh vi khuẩn lúc đấy, đúng không ạ? Vi khuẩn sáng hình xoắn lò xo trên nền màu đen, đúng không ạ? Hoặc là nhuộm Fortala chi bao thì ta biết rồi, vi khuẩn có màu gì ạ? Vàng nâu trên nền gì ạ? Nền vàng. Đấy. Thì soi kính hiển vi nền đen thì cũng chỉ được xuất hiện những cái nơi mà có gì ạ? À, kính hiển vi gì ạ? Nền đen nhá. Nếu mà kết quả dương tính tức là gì ạ? Có kháng nguyên. Đấy. Đấy. Nếu mà nhuộm mà thấy soi thấy có gì ạ? Xoắn khuẩn thành ngò xo thì vân vân đấy, đúng không ạ? Và kết hợp với tiền sử của bệnh nhân thì người ta có thể kết luận được là gì ạ? Người này có đang mắc vi khuẩn gì ạ? Giang mai hay không nhá. Tiếp theo là chuẩn đoán gì ạ? Gián tiếp. Chuẩn đoán gián tiếp là sẽ tiến hành, người ta sẽ tiến hành là gì ạ? Tìm gì ạ? Kháng thể trong huyết thanh của bệnh nhân ở giang mai thời kỳ 2 và thời kỳ 3. Thời kỳ này chúng ta biết rồi, ở trong những cái gì ạ? À, giác hoa đào chúng ta thì là nó ít gì ạ? À, ít vi khuẩn. Còn thời kỳ 3 là gì ạ? Rất ít khi thấy có gì vi khuẩn. Cho nên là gì ạ? À, ở hai thời kỳ này thì người ta sẽ làm cái phản ứng gì ạ? Chuẩn đoán gì ạ? Gián tiếp. À, tìm kháng thể trong huyết thanh của gì ạ? Bệnh nhân. Thì trong cái chuẩn đoán gián tiếp này có hai cái hình thức nha. À, là những chuẩn đoán gián tiếp mà gì ạ? Dùng cái kháng nguyên là không đặc hiệu. À, thứ hai những chuẩn đoán gián tiếp là dùng kháng nguyên đặc hiệu. Chúng ta biết rồi. À, cái chuẩn đoán gián tiếp này thì ở đây chúng ta ở đây đối với lại gì ạ? Xoắn khuẩn giang mai đây chúng ta cũng giống như những vi khuẩn khác thì chúng ta dựa vào cái ngưng kết đặc hiệu giữa kháng nguyên và gì ạ? Kháng thể nha. À, đợi ra đi tìm kháng thể trong huyết thanh thì tôi sẽ sử dụng những cái kháng nguyên đã gì ạ? Đã biết nha. Ở đây tôi sẽ sử dụng những kháng nguyên mà tôi đã biết rồi. Thế nhưng
cái kháng nguyên của sản phẩm răng mai đây thì lại có gì ạ? Người ta sử dụng hai cái loại kháng nguyên đã biết, một cái kháng nguyên là kháng nguyên không hiệu, một cái kháng nguyên là kháng nguyên đặc hiệu. Chúng ta hiểu đơn giản là như thế này, kháng nguyên không đặc hiệu là những cái kháng nguyên mà gì ạ, lấy từ gì ạ, cái nguồn gốc không phải từ sản phẩm răng mai. Còn gì ạ, nhưng mà nó có cấu trúc gần giống với lại sản phẩm răng mai, một cái thành phần nào đó của sản phẩm răng mai nhá. Còn kháng nguyên đặc hiệu là chúng ta sẽ lưu ý là gì, chúng ta sẽ lấy từ gì ạ, chính sản phẩm răng mai hoặc là một cái thành phần nào đó của gì ạ, sản phẩm răng mai. Hai cái hình thức này đối với lại sản phẩm răng mai, các chị lưu ý kháng nguyên ở đây, kháng nguyên đây chúng ta là kháng nguyên đã biết đúng không ạ? Nhưng một thằng là không đặc hiệu, một thằng là gì ạ, đặc hiệu. Thế thì đầu tiên chúng ta đi vào cái kháng nguyên đầu tiên là cái kháng, các phản ứng dùng kháng nguyên gì ạ, không đặc hiệu đây. Kháng nguyên không đặc hiệu ở đây thì người ta sử dụng cái kháng nguyên là gì ạ, các neolipin nha. Kháng nguyên này có đặc điểm gì, nó là một chất mà được chiết xuất từ gì ạ, tim bò nha. Các chị lưu ý nó không phải nguồn từ sản phẩm răng mai đâu, mà nó chiết xuất từ gì ạ, tim bò, nhưng nó có cấu trúc gần giống với cái thành phần lipoid của gì ạ, sản phẩm răng mai. Cho nên là nó cũng gì ạ, các chị tưởng tượng nó là một cái giả kháng nguyên đúng không ạ? Nó có gần giống anh sản phẩm răng mai, theo nhưng nó không phải là gì ạ, thành phần của anh sản phẩm răng mai, mà nó là một cái chất mà được chiết xuất từ gì ạ, tim bò, nhưng mà cấu trúc của nó lại gần giống với lại gì ạ, cấu trúc kháng nguyên của sản phẩm răng mai, một cái thành phần của sản phẩm răng mai là một cái thành phần là lipoid của gì ạ, sản phẩm răng mai. Thế thì nếu mà gì trong bệnh máu của bệnh nhân mà có thì kháng thể thì nó, cái kháng thể này vẫn sẽ kết hợp với lại gì ạ, kháng nguyên đúng không ạ, để sinh ra cái phản ứng là gì ạ, mà chúng ta đang cần, đó là phản ứng gì, ngưng kết. Ở đây người ta đề cập đến hai cái phản ứng, đó là phản ứng gì ạ, VDRN và một phản, người ta gọi là phản ứng lên bông, và phản ứng là gì ạ, BVK nha. Các chị lưu ý đứng kết hợp bổ thể. Thì cái lưu ý là gì, ở đây chỉ cần nêu nguyên lý thôi, còn cũng không cần phải nêu cái phản ứng này nó diễn ra như thế nào, chúng ta chỉ cần nêu tên thôi đúng không, chúng ta nêu phản ứng lên bông VDRN và phản ứng gì ạ, kết hợp bổ thể BVK đúng không ạ. Chúng ta biết là cái nguyên tắc đây là người ta sẽ cho gì ạ, kháng thể kết hợp cho cái gì ạ, huyết thanh của bệnh nhân kết hợp với lại gì kháng nguyên, mà đã biết kháng nguyên đây chính là gì, kháng nguyên cardiolipin, nhưng vì cardiolipin này thì lại cũng không phải là nguồn gốc từ gì ạ, sản phẩm răng mai, mà nguồn gốc của nó là từ gì ạ, chiết xuất từ gì ạ, tim B, cho nên là gì ạ, nó không phải là gì ạ, kháng nguyên gì ạ, bình thường, người ta gọi đó là kháng nguyên gì ạ, không đặc hiệu là vì vậy nha. Còn tiếp theo, có kháng nguyên không đặc hiệu rồi sẽ có kháng nguyên gì đặc hiệu, người ta sẽ sử dụng các kháng nguyên mà đã biết nhưng có nguồn gốc từ gì ạ, sản phẩm gì ạ, răng mai. Thì ở đây người ta có thể có cái ba phản ứng, nó là phản ứng TPI này, phản ứng FTA, phản ứng TPHA. Thì thực tế trong bệnh viện hiện nay người ta gì ạ, ví dụ như là gì ạ, cái phản ứng TPHA này trong bệnh viện người ta vẫn sử dụng này. Khi mà gì ạ, phụ nữ ấy, mang bầu đến khoảng tháng thứ tuần thứ 30, tùy bệnh viện có thể người ta làm sớm hay làm muộn hơn, khoảng đến tuần thứ 34-35 gì đấy đúng không ạ, thì những bà mẹ mang bầu sẽ chọn các bệnh viện để sinh. Thì khi mà chọn các bệnh viện để sinh thì sẽ phải làm hồ sơ sinh, hồ sơ sinh này sẽ bao gồm là tên tuổi các thứ vân vân của bố mẹ rồi đúng không ạ, và bao gồm thêm nữa là kết quả xét nghiệm của mẹ, công thức máu, rồi là gì ạ, một số những cái bệnh liên quan, tôi ví dụ như là gì ạ, hai cái yếu tố mà người ta hay xét nghiệm nữa, đó là gì ạ, HIV, tức là xem người mẹ này có nhiễm HIV không, và thứ hai là người ta cũng làm cái phản ứng TPHA này, xem là âm tính hay dương tính, xem là người mẹ này có nhiễm gì ạ, sán khuẩn răng mai hay không. Vậy chúng ta thấy là gì ạ, trong thực tế chúng ta thấy là gì ạ, gặp thường quy, thường xuyên luôn đúng không ạ, người ta vẫn xem là gì ạ, người mẹ này một là có nhiễm HIV không, và người mẹ này hai là có nhiễm gì ạ, sán khuẩn răng mai này không, bằng cái phản gì ạ, cái kỹ thuật là gì ạ, TPHA này nha. Thì ở đây tôi nói qua chị, các chị khi mà các chị trình bày chỉ cần nêu tên những cái phản ứng này thôi nhá. Đấy, phản ứng đầu tiên là gì ạ, phản ứng gì ạ, TPI đi, cho dễ đúng không ạ, TPI này người ta gọi là gì ạ, phản ứng gì ạ, bất động xoắn khuẩn răng mai nhá, phản ứng bất động xoắn khuẩn răng mai. Thế thì làm thế nào, tại sao lại gọi là phản ứng bất động xoắn khuẩn răng mai, thì người ta trộn này một giọt huyết thanh của bệnh nhân nhá, lấy từ bệnh nhân nha, một giọt huyết thanh của bệnh nhân kết hợp trộn với lại một giọt gì ạ, xoắn khuẩn răng mai nha, lấy từ gì ạ, tinh hoàn thỏ bị viêm ấy đúng không ạ, tức là chúng ta trộn trực tiếp giữa gì ạ, cái huyết thanh của nhân với lại gì ạ, kháng nguyên đúng không ạ, kháng nguyên này thì chính là gì, sản phẩm răng mai còn sống nha. Và khi trộn như vậy thì người ta sẽ tiến hành là gì, quan sát dưới kính hiển vi nền đen, người sẽ làm tiêu bản và quan sát dưới kính hiển vi nền đen, nếu sản phẩm răng mai này nó gì ạ, nếu mà trong cái huyết thanh này mà có kháng thể thì sẽ có sự phát hợp kết hợp giữa gì ạ, kháng nguyên và kháng thể, cho nên là gì ạ, khi chúng ta soi kính hiển vi nền đen chúng ta sẽ thấy sản phẩm răng mai nó gì ạ, bất động.
Còn nếu trong cái thành bệnh nhân không có kháng thể thì trong quả giang mai vẫn gì ạ? Chuyển động bình thường, đúng không ạ? Đấy, thì cái phản ứng TPI này người ta gọi là phản ứng gì ạ? Bất động sản phẩm giang mai như vậy nha. Người ta trộn huyết thanh bệnh nhân với lại gì ạ? Trực tiếp với lại gì ạ? Một giọt gì ạ? Xoắn quả tức là gì ạ? Trộn trực tiếp với lại gì ạ? Xoắn quả giang mai là còn gì ạ? Còn sống, đúng không ạ? Một người ta sẽ trộn với một giọt xoắn quả giang mai mà lấy từ gì ạ? Tinh hoàn thỏ, đúng không? À, như vậy cái kỹ thuật này tương đối hay, nhưng mà cần phải có cái viên nền đen, thứ hai là cần phải nuôi cấy được xoắn khuẩn giang mai, đúng không? Cho nên là gì ít được áp dụng, đúng không? À, tiếp theo là cái FTA này. FTA này người ta gọi là kỹ thuật gì ạ? Miễn dịch hình quang gián tiếp. À, thì cũng phải áp dụng một số cơ thể cơ sở thôi mà có cái phản có cái máy là gì ạ? Gia đình miễn dịch hình quang, đúng không? À, để gì ạ? Phát hiện. À, thì cái miễn dịch hình quang ở đây à, có bài chúng ta đã nói về miễn dịch hình quang này rồi. À, như cái miễn dịch hình quang đây là miễn dịch hình quang gián tiếp. Miễn dịch hình quang gián tiếp tức là như thế nào? À, tức là nó phức tạp hơn bình thường. Chúng ta có miễn dịch hình quang trực tiếp, thì đây có miễn dịch hình quang gì ạ? Gián tiếp. Thì cái kỹ thuật miễn dịch hình quang gián tiếp này thì người ta tiến hành như thế nào? Người ta dùng xoắn khuẩn là gì ạ? Giang mai đã bị giết, tức là đã chết rồi nhá. Đấy. Người ta dùng cái kháng nguyên nhá, kháng nguyên đặc hiệu này là xoắn khuẩn gì ạ? Giang mai đã gì ạ? Đã chết rồi. Người ta trộn với lại gì ạ? Huyết thanh của bệnh nhân, trộn với huyết thanh của bệnh nhân. Được chưa? Sau đó lại trộn tiếp với lại gì ạ? Kháng thể gắn hình quang. Bình thường kháng thể thì là gì ạ? Chúng ta biết rồi. Kháng thể thì nó sẽ là gì ạ? Kháng nguyên. À, tức là chúng ta đi với là gì ạ? Giống như hình ảnh của gì ạ? Bánh mì kẹp thịt đấy nha. Tức là gì ạ? Người ta trộn đầu tiên là sẽ là gì ạ? Kháng nguyên là gì ạ? Xoắn khuẩn giang mai đã chết. À, tiếp tục gắn với lại gì ạ? Kháng thể là huyết thanh trong diện nếu có nó, kháng thể nếu có trong huyết thanh của bệnh nhân. Tiếp theo lại gắn tiếp lần nữa là gì ạ? Với lại gì ạ? Kháng nguyên mà có gắn gì ạ? Huỳnh quang hay người ta gọi là gì? Kháng thể gắn huỳnh gì ạ? Huỳnh quang nha. Đấy. Thì chúng ta sẽ tưởng tượng là giống hình ảnh là bánh mì kẹp thịt ấy, đúng không ạ? Cái thịt ở giữa chính là gì ạ? À, kháng thể nếu có trong huyết thanh của bệnh nhân. Còn hai bên chúng ta là gì ạ? Một bên là gì ạ? Kháng nguyên từ xoắn khuẩn giang mai đã chết, một bên là gì ạ? Kháng nguyên có gắn với gì huỳnh quang. À, sau đó người ta sẽ soi gì ạ? Kính hiển vi huỳnh quang nha. Người ta sẽ soi dính kính hiển vi huỳnh quang thì nếu mà gì ạ? Có phát hình quang thì chứng tỏ là gì ạ? Phản ứng là dương tính. Đấy. Đấy, người ta gọi là kỹ thuật hình quang gì ạ? Gián tiếp. Còn thực chất nếu mà người ta dùng kỹ thuật hình quang trực tiếp ấy, thì người ta sẽ chỉ là gì ạ? Cho cái kháng thể của bệnh nhân này trong huyết thanh của bệnh nhân này kết hợp với lại gì ạ? Kháng nguyên mà gắn hình quang. À, nhưng mà đối với lại cái xuất ra mai này người ta không làm như vậy mà người ta làm kết hợp hình quang gì ạ? Gián tiếp, đúng không ạ? Người ta cho là gì ạ? Kháng nguyên. Đấy, kết hợp với lại gì kháng thể, sau lại kết hợp tiếp với lại gì ạ? Kháng nguyên mà gắn cái hình quang, đúng không ạ? Cái kháng nguyên hình quang này người ta gọi là gì ạ? Kháng kháng thể. Đấy, thì các anh chị thấy là cái kỹ thuật gì FTA. Còn cái kỹ thuật là gì ạ? TPHA này hay được áp dụng hơn, người ta gọi là kỹ thuật là gì ạ? Ngưng kết hồng cầu. À, ngưng kết hồng cầu thụ động. Người ta dùng cái xoắn khuẩn, người ta dùng cái kháng nguyên là xoắn khuẩn giang mai. Đấy. Hấp thụ lên gì ạ? Bề mặt tế bào hồng cầu. Vậy là kháng nguyên này đã biết, anh chị lưu ý nhá, kháng nguyên là xoắn khuẩn giang mai nhưng mà hấp thụ lên gì ạ? Bề mặt tế bào gì hồng cầu. Đấy. Sau đó người ta gì ạ? Sẽ gì ạ? Trộn với lại gì ạ? Huyết thanh của gì ạ? Bệnh nhân. À, thế thì nếu trong huyết thanh này mà có thì kháng thể sẽ có sự kết hợp giữa gì ạ? Kháng nguyên với lại gì? Kháng thể làm cho các hồng cầu làm sao ạ? nó là gì ạ? Ngưng kết lại với nhau, liên kết lại với nhau. À, thì người ta gọi là phản ứng gì ạ? Ngưng kết hồng cầu gì ạ? Thụ động. À, thì tôi sẽ kết luận là phản ứng này là gì ạ? Dương tính. À, thì trong thực tế người ta sẽ làm cái phản ứng là gì ạ? TPHA này, ngưng kết hồng cầu thụ động này là tương đối là gì ạ? Dễ nhá. À, thì người ta chỉ việc là mua cái mà để cái kháng nguyên mà có gắn sẵn ở trên gì ạ? Hồng cầu thôi, đúng không ạ? Đấy. Thế thì cái phản ứng là gì ạ? À, kháng nguyên đặc hiệu này thì nó sẽ cho cái độ chính xác là gì ạ? Độ nhạy cao và độ chính xác cao nhá. Kháng nguyên đặc hiệu này các chị sẽ cho độ nhạy và độ chính xác cao. Còn cái phản ứng mà sử dụng kháng nguyên không đặc hiệu này thì nó gì ạ? Cái kháng nguyên không đặc hiệu này kháng nguyên mà gì ạ? Chúng ta thấy là không có nguồn gốc từ gì ạ? Xoắn khuẩn giang mai này, đúng không ạ? Carotene pin này thì nó sẽ cho một số trường hợp người ta gọi là gì ạ? Dương tính giả. Ví dụ như là một số bệnh khác như là gì ạ? Sốt rét hay là gì ạ? Thận hư nhiễm mỡ hay là phong hay là lupus vân vân thì nó cũng cho phản ứng gì ạ? Dương tính, nhưng mà trường hợp này là gì ạ? Không phải là gì ạ? Nhiễm gì ạ? Xoắn khuẩn gì ạ? Giang mai, đúng không? Trong những trường hợp mà bị dương tính giả như này thì người ta cần gì ạ? Làm thêm, đúng không ạ? Làm thêm một nữa và gì ạ? Kết hợp với lại gì ạ? Các phương pháp thêm nữa để gì ạ? Kiểm tra. À, cái này nếu mà không dương tính giả này các chị lưu ý nhá. Chứng lâm sàng. Tiếp theo chúng ta sang là gì ạ? Phần cuối đối với lại gì ạ? Xoắn khuẩn giang mai này là gì ạ?
phòng và gì ạ, phòng ngừa và điều trị đối với xoắn thuận giang mai này. Thì đối với phòng ngừa và điều trị thì các chị lưu ý là phải gì ạ, giải quyết các tệ nạn xã hội, nâng cao gì ạ, hiểu biết cho mọi người về diện về bệnh. Tôi xin lỗi các chị mấy phút. Và chúng ta tiếp tục ạ. Hôm nay tôi ở chỗ xin các bạn là gì ạ? Xung quanh hơi ồn một chút nhá. Tiếp theo là gì ạ? Phòng ngừa tiếp theo là gì ạ? Nâng cao những hiểu biết mọi người của gì ạ? Cho mọi người về diện về bệnh à. Và gì ạ? Phát hiện sớm và gì ạ? Điều trị sớm đúng không ạ? Tránh để những cái giai đoạn gì ạ? Sang những cái giai đoạn sau đúng không ạ? Nhất là giai đoạn 3 đúng không ạ? Tiếp theo đó là gì ạ? Điều trị thì sẽ dùng kháng sinh để điều trị. Thì trước đây thì gì ạ? Cái giang mai chúng ta thì nó vẫn là gì ạ? Nhạy cảm tốt với lại gì penicillin, thì hiện nay thì cũng đã thấu kháng rồi, cho nên các chị lưu ý là gì ạ, trong một số trường hợp cũng nên là gì dùng gì kháng sinh đồ, nếu mà có điều kiện đúng không ạ, vẫn nên dùng kháng sinh đồ để gì lựa chọn kháng sinh để gì điều trị. Thì đấy là gì ạ, về gì ạ, xoắn khuẩn gì ạ, giang mai. Tiếp theo chúng ta sang cái vi khuẩn tiếp theo đó là gì ạ, xoắn khuẩn Leptospira. Thì nói về Leptospira này các chị lưu ý là gì ạ? Đây là nói về một chi nhá. Đấy, Leptospira này sẽ là một gì ạ? Chi nhá. Chúng ta sẽ có đặc điểm sinh học, khả năng gây bệnh, chẩn đoán rồi gì ạ? Phòng và điều trị đối với lại gì ạ? Xoắn khuẩn giang mai. Đầu tiên đó là về gì ạ? Đặc điểm sinh vật học của gì ạ? Xoắn khuẩn giang mai về hình thể và tính chất bắt màu. Thì xoắn khuẩn tôi xin lỗi, xoắn khuẩn Leptospira nhá. Đang nói xoắn khuẩn giang mai lại cứ là gì ạ? Quen. Đó. Thì đầu tiên là gì ạ? Chúng ta nói về cái đặc điểm sinh vật học của xoắn khuẩn Leptospira thì về hình thể thì chất bắt màu thì chúng ta sẽ có hình sợi dài mảnh hai đầu cong như móc câu. Nó khác với lại gì ạ? Với lại xoắn khuẩn giang mai, xoắn khuẩn giang mai chúng ta xoắn nó xo rõ ràng đúng không ạ? Thế nhưng mà chúng ta nhìn hình ảnh trước. Nhưng mà gì ạ? Đối với Leptospira chúng ta thì nó là gì ạ? Nó cũng có xoắn nhưng mà cái việc xoắn nó không đều đặn nhé. Có chỗ là xoắn dài, có chỗ xoắn gì xoắn ít đúng không? Nhưng mà có đặc điểm đó là gì, hai cái đầu nó này nó cong lại như hai cái gì móc câu. Và cái xoắn khuẩn Leptospira chúng ta sẽ có tiêu bản để soi trong bài thực tập số 4 của phần vi sinh ký sinh hai chúng ta đúng không? Cái bài thực tập thứ tự như thế nào thì cô Hương đã nhắn ở trên gì ạ, tường ở cho anh chị. Các chị lưu ý là xem cái thứ tự bài thực tập ở trên gì ạ? Trên tường mà cô Hương đã nhắn cho chị nha. Đấy, đây là hình ảnh của gì ạ? Xoắn khuẩn gì ạ? Leptospira. Và đối với xoắn khuẩn Leptospira chúng ta thấy là gì ạ? Chúng không nhuộm phương pháp nhuộm thông thường mà cũng giống với xoắn khuẩn giang mai. Ở đây người ta sẽ nhuộm là gì ạ? Fosalacibau. Thì vi khuẩn bắt màu gì ạ? Vàng nâu trên nền gì ạ? Nền vàng. À. Và khi mà gì ạ? Soi tươi kính hiển vi nền đen thì xoắn khuẩn cũng gì ạ? Di động mạnh. Vậy những đặc điểm này tương đối giống nhau giữa gì ạ? Xoắn khuẩn giang mai và gì ạ? Leptospira nha. À. Cái chi gì ạ? Leptospira này. Chúng ta thấy là gì ạ? Xoắn khuẩn màu vàng nâu trên nền màu gì ạ? Nền màu vàng. Tiếp theo là về gì ạ? Tính chất nuôi cấy. Thì Leptospira thì được nuôi cấy ở trong môi trường là gì? Điều kiện hiếu khí bình thường đúng không ạ? Chúng ta sẽ nuôi cấy trong môi trường điều kiện hiếu khí. Và trong môi trường nuôi cấy lỏng mà có thêm huyết thanh tươi của thỏ đúng không ạ? Thì Leptospira sẽ phát triển chậm. Sau 5 đến 10 ngày thì làm vẩn nhẹ môi trường là khó trúng lá. Đây thì thế là gì ạ? Mục đây cũng là một cái vi khuẩn mà gì ạ? Phát triển tương đối là gì ạ? Chậm đúng không ạ? Giống như là với lại chủ khuẩn lao chúng ta đúng không ạ? Thì sau đến 1 đến 2 tháng mới xuất hiện dị khuẩn lạc. Đấy. Thì thằng này thì gì ạ? Trong môi trường lỏng thì sau 5 đến 10 ngày mới bắt đầu làm vẩn nhẹ gì ạ? Môi trường nha.
đề kháng thì sức đề kháng là gì? Yếu nha, bị tiêu diệt ở nhiệt độ là 50 độ C trong vòng 10 phút. Đấy. Sức đề kháng của gì ạ? Leptospira cũng là gì ạ? Yếu các chị nha. Đấy. Sức đề kháng này yếu, yếu thì nhưng mà nó lại có một cái đặc điểm là gì ạ? Nó chịu được lạnh và trong nước thì sống được khoảng gì ạ? 3 tuần. Đấy. Ở ngoài các chị thấy là gì ạ? Sức đề kháng yếu nhưng mà gì ạ? Chịu được lạnh và gì ạ? Trong nước thì sống khoảng gì ạ? 3 tuần nha. Xét về nhiệt độ thì thấy là gì, xuống khoảng trong mai còn chịu được 50 độ C trong 1 giờ mới chết, nhưng mà thằng này là gì, 50 độ C 10 phút đã chết rồi đúng không ạ? Thế nhưng mà thằng này lại gì ạ, nó lại chịu được lạnh và sống trong nước được khoảng gì 3 tuần. Đấy, tiếp theo là gì ạ, lại sống dai dẳng ở trong bùn lầy nước đọng, nước cống rãnh thì đồng ruộng khe suối. Đấy, chị thấy là gì, sống dai dẳng tức là sống lâu luôn đúng không ạ? Đấy, sống dai dẳng ở trong bùn lầy nước đọng rồi là gì ạ, nước cống rãnh rồi gì ạ, khe suối. Đấy là cái sức đề kháng đúng không ạ của gì ạ, xoắn khuẩn giang mai. Nó là yếu thế nhưng mà trong những cái điều kiện thích hợp, ví dụ như là gì ạ, trong điều kiện lạnh hay là nước đúng không ạ, hoặc là gì ạ, trong bùn lầy nước đọng các thứ vân vân, thì lại gì ạ, sống rất là lâu nhé chị nha, sống dai dẳng đúng không ạ. Tiếp theo là gì ạ, chúng ta đến cái khả năng gây bệnh của dị xoắn khuẩn Leptospira. Và đối với Leptospira hay là dị giang mai, nó thấy là cái phần mà đặc điểm sinh học của nó tương đối là ngắn gọn, chỉ có phần là hình thể thì chất bắt màu, thứ hai là cấu trúc kháng nguyên, thứ ba đó là tôi chỉ nói thứ hai đó là gì ạ, tính chất nuôi cấy, thứ ba đó là gì ạ, sức đề kháng đúng không ạ, ba cái phần chính như thôi đúng không ạ, hai cái Leptospira và sản phẩm giang mai đều như vậy. Đó. Không nhiều phần là phức tạp như những vi khuẩn khác đúng không. Thế thì khả năng gây bệnh chúng ta đối với lại gì ạ, Leptospira cái chị lưu ý cũng sẽ có gây bệnh ở người và gây bệnh gì ạ, thực nghiệm nhá. Đầu tiên chúng ta sẽ đi về gây bệnh ở diện ở người. Cái bệnh ở người ở đây thì là sẽ do là gì ạ, truyền từ gì ạ, chủ yếu Leptospira là một cái bệnh gây nhiễm khuẩn cấp tính và chủ yếu là gì ạ, do động vật, gia súc, tức là từ động vật rồi gia súc nó gây ra, nó truyền qua gì ạ, nó lây sang đến người. Với mức độ nguy hiểm thì lại không nguy hiểm đến tính mạng nhưng mà nó lại ảnh hưởng đến gì ạ, nhiều cơ quan. Bệnh diễn biến theo gì ạ? Hai thời kỳ. Thời kỳ 1 thì ủ bệnh khoảng gì ạ? 1 đến 2 tuần. Đấy. Sau đó là bệnh nhân sốt cao đột ngột trong khoảng gì ạ? Kéo dài khoảng gì ạ? 3 đến gì ạ? 8 ngày. Và triệu chứng chính là gì ạ? Đau cơ, sung huyết, xuất huyết dưới da, liên mạc và gì ạ? Trong thời kỳ này thì gì ạ? Trong máu có gì ạ? Nhiều vi khuẩn. Đấy là thời kỳ gì ạ? Nhất. Thời kỳ thứ hai thì xoắn khuẩn bắt đầu gì ạ? Khu trú và làm tổn thương các cơ quan gì ạ? Nội tạng. Đấy. Biểu hiện lâm sàng chủ yếu là hội chứng là gì ạ, nhiễm độc, nhiễm trùng, nhiễm độc, hay hội chứng gan mật vàng, tôi xin lỗi, hội chứng gan mật như là vàng da, vàng mắt, nước tiểu vàng. Ngoài ra còn có biểu hiện tổn thương khác như là gì ạ, thận, não hay là gì, xuất huyết da hay là gì, niêm mạc nội tạng, thì đấy là gì ạ, thời kỳ gì ạ, thứ hai. Người ta hay gọi cái bệnh do Leptospira này gây ra, người ta hay gọi là gì ạ, bệnh xoắn khuẩn vàng da các chị ạ. Và vì sao? Những biểu hiện lâm sàng này, nó có hội chứng nhiễm trùng và hội chứng gan mật này, nó sẽ làm vàng da, vàng mắt, nước tiểu vàng mà. Cho nên đối với cái xoắn khuẩn Leptospira này thì người ta hay gọi là bệnh xoắn khuẩn gì ạ, vàng da. Bệnh này được truyền từ gì ạ, động vật sang người nhá. Nó thường là gì, cấp tính, nhưng mà tuy nhiên có những đối tượng như ý nhá, có những đối tượng là nhiễm khuẩn dạng thể ẩn, thể nhẹ thì nó sẽ không có cái vàng gì ạ, vàng da này nhá, tùy người các chị nha, tùy người. Đấy. Còn có cả gì ạ, thể nhẹ hoặc thể gì ạ, thể ẩn. Đấy. Nếu bệnh thực nghiệm thì đối với súc vật cảm nhiễm đây sẽ là gì ạ, chuột lang. Thế chúng ta sẽ thấy là gì, lúc đầu chúng ta có nói là gì ạ, cái khả năng gây bệnh của Leptospira là do từ gì, động vật sang người đúng không ạ. Thế thì cái đây là cái dây chuyền dịch tễ của gì ạ, Leptospira này, cái dây chuyền dịch tễ này. Thế thông thường ấy, cái ổ chứa của nó, ổ chứa vi khuẩn, ổ chứa mầm bệnh Leptospira này thì thường ở những cái loài động vật gặp nhiễm, ví dụ như là gì ạ, chuột chẳng hạn đúng không ạ, thì nó sẽ gì ạ, theo nước tiểu phân đào thải ra bên ngoài môi trường, sau đó lại lây cho những con vật tiếp theo, ví dụ như là con lợn hay là con gì ạ, bò hay là gì, chó, vân vân, những con chuột khác nữa đúng không ạ. Những con này cũng có thể gì ạ, nhiễm vi khuẩn từ gì ạ, chuột nó truyền gì ạ, truyền sang đúng không ạ. Sau đó là gì ạ, những con này lại có thể là gì, đào thải phân qua hay nước tiểu qua gì ạ, sông suối ao hồ chúng ta là gì ạ, hoặc là gì ạ,
người chăm sóc nó đúng không ạ? À, ta ra tay ra chân bị dị xây xát thì cũng có thể là gì ạ? À, nhiễm gì ạ? Leptospira. Qua chúng ta thấy là gì ạ? Tắm là những nơi gì ạ? Sông hồ thứ này mà không biết rõ nguồn gốc đúng không ạ? Mà tay chân chúng ta lại gì ạ? À, xây xát đúng không ạ? Thì trong cái nước ao hồ này thì có thể có gì ạ? À, xoắn khuẩn gì ạ? À, Leptospira nhá. Đấy. Đấy là cái dây chuyền mà gì ạ? À, dịch tễ của gì ạ? À, cái xoắn khuẩn gì ạ? Leptospira. Vậy là đây là một cái bệnh nhiễm bệnh bệnh mà sẽ truyền từ gì ạ? Động vật sang gì ạ? Cho người nhá. Hiện tại chúng ta sang là gì ạ? Chuẩn đoán đối với là gì ạ? À, xoắn khuẩn dạ Leptospira của chúng ta. À. Thế thì chúng ta có hai hình thức, đó là chuẩn đoán gì ạ? Trực tiếp và chuẩn đoán gì ạ? Gián tiếp. Là trực tiếp thì chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Chúng ta sẽ lấy gì ạ? Bệnh phẩm. Bệnh phẩm thì chúng ta sẽ lấy theo từng thời kỳ đúng không ạ? Đấy. Thì lúc là gì ạ? Bệnh phẩm thời kỳ thuộc thời kỳ 1 thì chúng ta sẽ lấy máu lúc bệnh nhân đang gì đang sốt. Đấy. Sau đó là có thể là gì đem nuôi cấy để xác định hoặc là gì ạ? Tiêm vào chuột lang các thứ vân vân để xác định gì ạ? Loại vi khuẩn đúng không ạ? Ở thời kỳ thứ hai thì là gì ạ? Bệnh phẩm thì có thể là gì ạ? Nước tiểu đúng không ạ? Hoặc là gì ạ? Dịch não tủy, dịch màng bụng vân vân. Tức là thời kỳ thứ hai chúng ta thấy là gì ạ? Tùy từng cái gì ạ? Thể bệnh nha. Đấy. Sau đó người ta tiến hành là gì ạ? À, có thể là gì ạ? Soi tươi qua kính hiển vi nền đen để xem có xoắn khuẩn gì ạ? Di động không đúng không ạ? Hoặc là nhuộm gì ạ? Fontana chi bao đúng không ạ? À, tiếp theo người ta sẽ tiến hành là gì ạ? Những cái Leptospira thì người sẽ nuôi cấy ở những môi trường cơ bản, ví dụ như môi trường test skin hoặc là môi trường MTH và có thêm 10% tiện huyết thanh thỏ. Những lưu ý là mặc dù trong phần tính chất nuôi cấy người ta không đề cập đúng không ạ? Cái môi trường là gì đúng không ạ? Nhưng người ta chỉ nói là nuôi cấy những môi trường mà có thêm gì huyết thanh thôi đúng không ạ? À, thế nên người ta đề cập những các môi trường nuôi cấy là môi trường test skin hay môi trường gì MTH và thêm gì ạ? 10% gì ạ? Huyết thanh thỏ. À. Và đối với là gì ạ? Leptospira này thì người ta gì ạ? À, có cả gây bệnh gì thực nghiệm bằng cách là gì ạ? Tiêm truyền cho gì ạ? À, chuột lang nhá. Tiếp theo là chuẩn đoán gì ạ? Gián tiếp. Chuẩn đoán gián tiếp thì trong sách trình chúng ta đề cập đến hai cái phản ứng, đó là phản ứng ngưng ketan mắt Martin Petty và phản ứng gì ạ? Miễn dịch hình quang hoặc là gì ạ? Phản ứng gì ạ? À, ELISA. Đấy. Thế thì phản ứng chuẩn đoán gián tiếp chúng ta biết rồi, chúng ta sẽ tìm gì ạ? Kháng thể ở trong gì ạ? Máu của gì ạ? Bệnh nhân đúng không? Đấy. Thì người ta sẽ lấy diện huyết thanh của bệnh nhân đúng không? Được. Sau đó người ta cho kết hợp với lại gì ạ? Kháng nguyên đã gì ạ? Đã biết đúng không ạ? Để xem cái hiện tượng là gì ạ? Ngưng kết. Đấy. Thế thì cái hiện tượng ngưng kết này hay giữa gì ạ? Kháng nguyên với kháng thể này người ta gọi là hiện tượng ngưng kết sao? Đấy. Tên nó vậy thôi. Hiện tượng ngưng kết sao? Thì phản ứng sẽ là gì ạ? Dương tính. Và đối với lại gì ạ? Chuẩn đoán gián tiếp này người ta cũng phải làm gì ạ? Hai lần để xác định cái gì ạ? Động lực kháng thể nhá. Thế động lực kháng thể đối với lại gì Leptospira này các chị lưu ý nhá. Cũng phải xác định cái gì ạ? Động lực kháng thể giống như khi chúng ta làm cái phản ứng ngưng kết trong cái phần ngưng kết ống nghiệm để xác định cái gì ạ? Bệnh nhân có mắc thương hàn hay không ấy, đúng không? Thì người ta cũng phải làm hai lần. Thì đối với phản ứng gì ạ? Ngưng kết gan Martin Petty này cũng các cũng phải làm gì ạ? Hai lần các chị nhá để xác định cái động lực kháng thể. Đúng không? Và trong thực tế thì cái phương pháp mà gì ạ? Chuẩn đoán gián tiếp này thì thực tế lại được hay được dùng hơn, bởi vì sao ạ? Trong thực tế cái việc là nuôi cấy vi khuẩn rồi các thứ vân vân này nó phức tạp, chúng ta thấy môi trường các thứ này phức tạp hơn này đúng không? Hoặc là gì ạ? Với bệnh thực nghiệm cũng phức tạp hơn đúng không ạ? Hoặc là gì ạ? Nghiền vi nền đen các thứ rồi là nhuộm phân lai bao này thì nó cũng sẽ gì ạ? Phức tạp hơn. Cho nên trong thực tế thì gì ạ? Khi mà gì ạ? Chuẩn đoán đối với gì ạ? Leptospira thì người ta sẽ thường là gì ạ? Bằng cái cách là gì ạ? Cái phản ứng huyết thanh này phải là gián tiếp này thường hay được gì ạ? Sử dụng hơn là gì ạ? Về gì ạ? Phòng bệnh đối với lại gì ạ? Leptospira để các chị lưu ý nhé. Leptospira của chúng ta là có gì ạ? Vaccine nha. Vaccine nó làm từ vi khuẩn chết. Đấy là chúng ta thấy cái sản phẩm của chúng ta là sẽ là gì ạ? Là từ gì ạ? Vi khuẩn chết. Và thường là áp dụng cho những đối tượng mà gì ạ? Phải tiếp xúc với lại nguồn lây nhá. Còn cái phòng không đặc hiệu thì chúng ta sẽ gì ạ? Cắt đứt dây chuyền dịch tễ thôi đúng không ạ? Như là diệt chuột, phòng bệnh cho gia súc, chủ yếu là gì ạ?
Và tiếp theo là gì ạ? Khi mà tiếp xúc với gia súc các thứ vân vân thì chúng ta phải có các gì ạ? Đồ bảo hộ lao động đúng không ạ? Đấy. Rồi là gì ạ? Những cái nơi mà có vùng dịch thì phải tuyên truyền cho người bệnh là gì ạ? Gọi là gì ạ? Giữ gìn vệ sinh rồi các thứ vân vân đúng không ạ? Vệ sinh phòng chuồng trại chăn nuôi rồi là gì ạ? Tẩy khử trùng để với thường xuyên đúng không ạ? Đấy. Những cơ sở gì ạ? Chăn nuôi đúng không ạ? Đấy. Mà điều trị thì chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Ở đây chúng ta thấy là gì? Khi mà điều trị thì chúng ta sẽ dùng gì ạ? Kháng sinh và kết hợp với lại gì ạ? Các biện pháp là gì ạ? Điều trị gì ạ? Triệu chứng nữa đúng không ạ? Đấy, dùng kháng sinh diệt khuẩn và kết hợp với điều trị gì ạ? Triệu chứng đúng không ạ? Thì những kháng sinh hay dùng cũng vẫn là gì? Tetracycline hay là penicillin vân vân đúng không ạ? Thì hiệu quả sẽ cao hơn khi mà gì ạ? Điều trị kháng sinh gì ạ? Sớm nhá. Thì đối với leptospira này thì bệnh nó thường gây ra mang tính chất nghề nghiệp, thường gây gặp ở những người mà giết mổ gia súc, người nông dân hay là công nhân địa chất nông nghiệp. Và sau khi khỏi bệnh thì cơ thể thường có được miễn dịch bền vững, cho nên các chị thấy là gì ạ? Cho nên có biện pháp phòng ngừa có thể là dùng gì ạ? Vaccine. Thế nhưng mà thực tế trên thị trường Việt Nam chúng ta thấy cái vaccine này tôi thấy là ít hiếm nhá, không nhiều như những cái vaccine khác đâu nhá. Đấy là gì ạ? Phần vi khuẩn hôm nay chúng ta đó là xuân khuẩn giang mai và gì ạ? Leptospira. Thì lát nữa cái chi tiết sau thì sẽ học sang cái room cái team của cô Hương nhá. Cho cái phần này thì các bạn có câu hỏi hay gì thì có thể nhắn cho tôi qua cái phần là gì ạ? Tin nhắn chat ở trên gì ạ? Trên team này, hoặc là các bạn có thể gì ạ? Khi mà thực trên phòng thực tập nó gặp các thầy cô thì có thể hỏi gì ạ? Ở vấn đề liên quan nhá. Thì đấy là cái toàn bộ cái phần trình bày về 12 vi khuẩn của tôi và lịch lịch kiểm tra thì tôi sẽ nhắn lại trên team, nhưng mà thống nhất là vào 8 giờ tối ngày 17 tháng 4, tức là chủ nhật tuần gì tuần sau, chúng ta sẽ kiểm tra 10 phút và có 20 câu. Đấy, các bạn có còn câu hỏi nữa không ạ?